Xin chào Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Mình rất là vinh hạnh được là một trong những nhà lãnh đạo cấp cao được mời đến để tham dự buổi họp báo cho đêm chung khảo cuộc thi Hoa hậu 2016 với tư cách là nhà tài trợ Nutrilite. Và đây chỉ là sự kiện đầu tiên trong hàng loạt những chuỗi sự kiện. Và Tâm hy vọng là những cái chương trình lần sau thì Tâm sẽ cùng với các anh chị, thậm chí là hàng ngàn các anh chị sẽ cùng tham dự những chương trình như thế này. Các anh chị ơi, hãy nhanh chóng sở hữu cho mình tấm vé. Với 2 tháng phiêu, các anh chị sẽ có được tấm vé để tham dự đêm chung khảo cuộc thi Hoa hậu 2016. Và với 3 tháng phiêu thôi, các anh chị sẽ có được ngay một tấm vé để tham dự đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu 2016. Và chúng ta hãy cùng nỗ lực, cùng cố gắng các anh chị ạ. Việc Nutrilite tham gia vào nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức vào sự kiện của Hoa hậu Việt Nam năm 2016 lần này. Tôi thấy có 3 cái thông điệp mà Nutrilite muốn gửi gắm tới. Điểm thứ nhất là việc nhận diện thương hiệu của Nutrilite đối với người tiêu dùng ngày càng rõ ràng hơn. Điểm thứ hai là Nutrilite cũng mong muốn tạo điều kiện cho tất cả các nhà phân phối hợp tác với công ty Amway của chúng tôi. Thông điệp thứ 3 chúng tôi muốn gửi tới đó chính là để có một vẻ đẹp hiện đại, chúng ta cần kết hợp giữa vẻ đẹp bên ngoài và sức khỏe bên trong. Và để có được sức khỏe bên trong, sự năng động từ bên trong thì chúng ta cần có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Và đó cũng chính là cái thông điệp cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn. Hôm nay rất là vinh hạnh khi được tham gia tại buổi họp báo vòng chung khảo của Việt Nam Hoa hậu Việt Nam 2016. Thì thật sự rất là tự hào khi Nutrilite là nhà tài trợ dinh dưỡng chính cho cuộc thi Hoa hậu 2016. Và thật sự đây là một cái công cụ hỗ trợ cho nhà phân phối. Một lần nữa khẳng định Nutrilite là thương hiệu số 1 toàn cầu và được tín dụng tại Việt Nam chúng ta. Và hy vọng rằng là Nutrilite sẽ đồng hành cùng với Hoa hậu trong những năm kế tiếp để nhận diện thương hiệu một cách ngày càng mạnh hơn. Vâng, ở tất cả những cuộc thi lớn nào đòi hỏi tất cả thí sinh phải chuẩn bị cho mình một sức khỏe dẻo dai để vượt qua tất cả những thách thức, đó là điều tất yếu. Cũng vì vậy, đối với Hoa hậu Việt Nam năm nay, chắc chắn là các thí sinh phải chuẩn bị cho mình một tinh thần, một sức khỏe, rèn luyện sức khỏe, ngủ nghỉ theo những cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Đối với Nutrilite là một trong những sản phẩm về dinh dưỡng bán chạy nhất trên toàn cầu. Chúng tôi với 80 năm kinh nghiệm trên thị trường sẽ hướng dẫn cho các thí sinh những chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng như rèn luyện tập thể dục thể thao để có được sức khỏe tối ưu và vượt qua tất cả những hoạt động của Hoa hậu năm nay. Và đó cũng là thông điệp mà Nutrilite muốn gửi đến cộng đồng cũng như tất cả người tiêu dùng, đó là hướng đến sức khỏe tối ưu và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016 sắp tới sẽ có rất nhiều những cái thử thách và khó khăn. Các bạn hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ đúng điều độ và chuẩn bị cho mình một tinh thần thật tốt thì Duyên tin rằng các bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách và tỏa sáng nhất. Xin chào Việt Nam. Aux candidates à Miss Vietnam, c'est tout d'abord d'être naturelle, de rester elle-même, de profiter de cette belle aventure qui est unique. Et d'en tirer le meilleur pour n'avoir aucun regret. Voilà.